Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Sela. Chương trình tối nay thứ sáu ngày 25 tháng 6, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh Sư La khóa 15 nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp. Bộ Công an Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của lực lượng cảnh sát hình sự. Sơn La ghi nhận mới 5 ca dương tính với SARS-CoV-2. Sở Giáo dục Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ thanh tra kỳ thi tốt nghiệp cho phổ thông năm 2021. Sau một ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15 đã thành công tốt đẹp. Kỳ họp đã bầu ra các chức danh lãnh đạo chủ chốt của cấp tỉnh trong nhiệm kỳ mới, đảm bảo theo đúng quy định của nhà nước. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Hữu Đông, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Văn Chất, nguyên bí thư tỉnh ủy, nguyên chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 14, đồng chí Lò Minh Hùng, phó bí thư thường trực tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khóa 14, đồng chí Cầm Ngọc Minh, nguyên phó bí thư tỉnh ủy, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khóa 14 cùng các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 15 Đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 14, chủ tọa kỳ họp. Trước giờ khai mạc kỳ họp, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu đã đến đặt vòng hoa viếng các liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Nhà tù Sơn La. Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 15 đã tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 15 và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 15 nhiệm kỳ 2021-2026. Báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, cử tri trong tỉnh đã bầu đủ 7 đại biểu Quốc hội, 65 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, 405 đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, thành phố và 4.590 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã. Với tinh thần tập trung, dân chủ, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu ra các chức danh lãnh đạo chủ chốt của cấp tỉnh trong nhiệm kỳ mới. Đó là đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 14 tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 15. Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khóa 14 tiếp tục được bầu giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp cũng đã tiến hành bầu một phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh, bốn phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh khóa 15. Đồng thời bầu 8 chức danh lãnh đạo các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, 21 ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội thẩm tòa án nhân dân tỉnh. Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng đây là vinh dự to lớn, đồng thời là trách nhiệm nặng nề trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La. Sự tin tưởng tín nhiệm của các đồng chí là động lực thôi thúc chúng tôi càng phải cố gắng hơn trong công việc trong rèn luyện và tu dưỡng để thực hiện tốt các quy định, quy chế của Đảng, pháp luật của nhà nước. Được bầu là Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, tôi hiểu vị trí Chủ tịch là trọng trách lớn lao trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. À, trên cương vị là người đứng đầu Ủy ban nhân dân tỉnh, tôi nguyện đem hết khả năng, trí tuệ, tâm huyết cùng chung sức, đồng lòng cùng tập thể ban cán sự Đảng và các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của tỉnh ủy, của hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục đổi mới, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và công tác chỉ đạo điều hành của ủy ban nhân tỉnh. Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Hữu Đông đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 cần tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động, trong đó chú trọng đến công tác cải cách hành chính, thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế xã hội tiếp tục nâng cao chất lượng các kỳ họp, chất lượng lãnh đạo chỉ đạo và quản lý điều hành, chất lượng ban hành các loại văn bản, đảm bảo đúng luật, đúng thẩm quyền, sát thực, khả thi và phải phù hợp với yêu cầu phát triển chung của tỉnh trong từng giai đoạn cụ thể, phù hợp với chiến lược về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị từ tỉnh tới cơ sở. Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh cần chủ động, sáng tạo đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước tập thể và trước nhân dân nhằm đáp ứng nguyện vọng và sự mong đợi của cử tri trong toàn tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi những mục tiêu mà nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 đã đề ra xây dựng tỉnh Sơ La phát triển xanh, nhanh và bền vững. Sau một ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 15 đã thành công tốt đẹp. Tại kỳ họp đã xem xét và quyết định nhiều nội dung quan trọng phát biểu bí mật kỳ họp chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh khóa 15 nguyễn thái hưng đề nghị thường trực hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân các ban của hội đồng nhân dân ủy viên ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện quyết liệt hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế xã hội sau tháng cuối năm 2021 ra soát sửa đổi bổ sung ban hành mới các cơ chế chính sách cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ điều kiện thực tiễn của địa phương trong giai đoạn mới kỳ họp thứ nhất của hội đồng nhân dân tỉnh khóa 15 là bước khởi đầu tốt đẹp đặt nền móng và tạo đà cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của hội đồng nhân dân tỉnh trong suốt cả nhiệm kỳ hoạt động của mình nhiệm kỳ cùng với toàn đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện mục tiêu xây dựng tỉnh sơn la phát triển xanh nhanh và bền vững trở thành trung tâm phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của vùng tây bắc theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Tỉnh lần thứ 15. Đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thái Hưng cũng đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh trên cương vị công tác của mình phát huy tinh thần trách nhiệm, phân đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, thường xuyên nghiên cứu, rèn luyện và liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, lắng nghe phản ánh trung thực ý kiến của cử tri và đôn đốc, giám sát việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của công dân, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh trong thời gian tới. Ngày 25 tháng 6, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021 của lực lượng cảnh sát hình sự. Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo hội nghị. Tại điểm cầu Sơn La tham dự hội nghị có lãnh đạo công an tỉnh cùng lãnh đạo một số phòng ban chức năng của công an tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm 2021, lực lượng cảnh sát hình sự cả nước đã chấp hành nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh của lãnh đạo cấp trên, triển khai quyết liệt nhiều kế hoạch, biện pháp phòng chống tội phạm hình sự. Đã điều tra làm rõ hơn 15.400 vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ hơn 33.900 đối tượng, đạt tỷ lệ 83,84%. Các vụ án xâm hại phụ nữ, trẻ em, mua bán người được điều tra xử lý quyết liệt, đã triệt phá 847 băng nhóm tội phạm, chấn áp mạnh tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen, bắt vận động đầu thú, thanh loại 1.713 đối tượng, trong đó có 494 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, lực lượng cảnh sát hình sự cần làm tốt các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, tiếp tục tấn công chân áp mạnh tội phạm có tổ chức, các băng nhóm tội phạm, Lực lượng cảnh sát hình sự cũng cần tăng cường nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật trong đấu tranh chống tội phạm hình sự, nhất là các trang thiết bị bảo vệ an toàn cho cán bộ chiến sĩ tham gia trực tiếp tấn công trấn áp tội phạm. Vâng thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi phát hiện 5 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 tại các huyện Thuận Châu, Mộc Châu và Phú Yên, ngay trong buổi chiều nay thì đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban chấp hành Trung Đảng, Bí thư tỉnh ủy đã chủ trì cuộc họp của Thường trực tỉnh ủy cho ý kiến về các giải pháp quan trọng hạn chế tối đa dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Tham dự cuộc họp có đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ban nhân dân tỉnh. Theo báo cáo của Ban cán sự Đảng Sở Y tế, trong quá trình xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm giám sát dịch tễ lấy trong 2 ngày 22 và 23 tháng 6, đã phát hiện 5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, gồm một trường hợp tái dương tính, mã bệnh nhân 6548 đã điều trị tại Bệnh viện Nội tiết tỉnh Bắc Giang, đang cách ly cộng đồng tại Thuận Châu. Một trường hợp công dân được đón từ Bắc Giang về đợt 1 ngày 12 tháng 6 năm 2021, đang được cách ly tại nhà tại Mộc Châu. Ba trường hợp lây nhiễm có yếu tố cộng đồng, gồm một lái xe của Bệnh viện Đa khoa huyện Thuận Châu vận chuyển các ca F0 đã hoàn thành điều trị từ các tỉnh khác về Sơn La. Một trường hợp đi về từ Bình Dương từ ngày 13 tháng 6 năm 2021 có lịch trình di chuyển phức tạp trong các ngày 19, 20 tháng 6 năm 2021 bị bắt vì tội buôn bán ma túy và tạm giam tại Phú Yên ngày 20 tháng 6 năm 2021. Một trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp đi từ Bình Dương về nói trên và cùng bị bắt ngày 20 tháng 6 năm 2021. Đến 13 giờ ngày 25 tháng 6, toàn tỉnh đã truy vết được 208 trường hợp liên quan, trong đó 154 F1, 41 F2 báo cáo cái ca dương tính này về bộ y tế để xin mã số bệnh nhân để báo ừ. cáo với các anh là tối nay là sẽ có cái, cái mã số bệnh nhân của của năm cái bệnh 5. nhân này right. thế rồi là thông báo cho cdc và sở y tế bình dương về cái ca dương tính có liên quan đến bình dương vì là bắt đầu bình dương lại quay lại kiểm tra lại toàn bộ cái xe của bình dương đi dọc ra với chúng ta Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hữu Đông giao ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn ngay chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiêm Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh sau kỳ họp thứ nhất, kịp thời cho công tác lãnh đạo chỉ đạo phòng chống dịch bệnh, tiếp tục khẩn trương truy vết các trường hợp liên quan, bám sát thực tiễn triển khai phương án phòng chống dịch bệnh đối với kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia, diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Sơn La năm 2021 đề nghị ba huyện Thuận Châu, Mộc Châu, Phú Yên là các đồng chí chú ý cái tiêu thụ nông sản cho cái vùng mà chúng ta cách ly, cái khu cách ly đấy. Thứ hai là chăm lo đời sống cho bà con vùng mà chúng ta đang cách ly. Thì cái này là kinh nghiệm mà lúc chúng ta làm mà là có thì chúng ta đã chỉ đạo Mai Sơn như vậy thì ba huyện các đồng chí phải rất quan tâm còn lại là các huyện thành thị khác thì phải nghiêm túc siết chặt lại cái kỷ luật kỷ cương trong công tác phòng chống dịch. Trong đó thì phải thực hiện nghiêm túc cái 5K và phát huy tối đa cái cách ly tại cộng đồng, cách ly tại nhà. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy cũng đề nghị Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan tham mưu bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương của tỉnh, xác định ban hành các quyết định vùng cách ly tập trung nơi bệnh nhân dương tính đến và khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao, đề xuất phương án tăng cường máy xét nghiệm ATPCA, nâng cao khả năng xét nghiệm và sử dụng test nhanh, đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 tiếp tục phát huy tinh thần chống dịch như chống giặc khẩn trương cấp tốc ngăn chặn triệt để không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng truy vết thần tốc các trường hợp f1 f2 f3 có liên quan đây là chỉ đạo của đồng chí phạm văn thủy phó chủ tịch ban nhân dân tỉnh phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid 19 của tỉnh tại cuộc họp thường trực ban chỉ đạo phòng chống dịch covid 19 của tỉnh diễn ra vào sáng ngày 25 tháng 6 theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, trong quá trình tiến hành xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm giám sát dịch tễ lấy trong ngày 22 và 23 tháng 6 năm 2021, phát hiện 5 mẫu nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2 tại các huyện Thuận Châu, Phù Yên, Mộc Châu. Các mẫu bệnh phẩm này đã được lấy lại phân tích lần thứ hai trên hệ thống ATPCA tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La và vẫn cho kết quả là dương tính. Ngay sau khi nhận được thông tin trên, vào 0 giờ ngày 25 tháng 6, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã tiến hành họp khẩn cấp bàn các biện pháp chỉ đạo công tác phòng chống dịch. Theo đó, quyết định đưa tất cả các trường hợp nghi nhiễm đến khu cách ly tập trung tại huyện, khẩn trương điều tra, truy vết, lập danh sách những người tiếp xúc gần, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. Tạm thời thiết lập khoanh vùng cách ly y tế để điều tra dịch tễ những nơi bệnh nhân dương tính có đi đến, các đại biểu tham dự cuộc họp đã thảo luận triển khai các giải pháp tiếp theo để kiểm soát dịch bệnh lây lan trong đó tập trung truy vết thần tốc các trường hợp liên quan đến các ca dương tính thực hiện giãn cách khu vực tại những nơi liên quan truy vết các lái xe đã đưa đón các trường hợp dương tính về địa phương thực hiện xét nghiệm trên diện rộng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị ngành y tế phối hợp với ngành công an, giao thông vận tải có phương án vận chuyển các ca dương tính đưa về bệnh viện đa khoa tỉnh để điều trị, thành lập tổ công tác đảm bảo an toàn tuyệt đối an ninh trật tự tại khu vực điều trị của bệnh viện đa khoa tỉnh, lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ các trường hợp F1 của các ca dương tính, truy vết các trường hợp F1, F2, F3 và phân loại để cách ly theo quy định thiết lập vùng cách ly y tế đối với bản Trung Thành, xã Kim Bon, huyện Phù Yên và bản Lũng Mú, xã Tân Hợp, huyện Mộc Châu. Bệnh viện Đa khoa huyện Thuận Châu tạm dừng khám bệnh thông thường, chỉ tiếp nhận các trường hợp cấp cứu. Thành lập các tổ công tác của tỉnh đi kiểm tra, chỉ đạo hỗ trợ các huyện phòng chống dịch. Huy động lực lượng trung tâm y tế của các huyện khác về hỗ trợ các huyện có ca dương tính. Chiều nay, ngày 25 tháng 6, đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh đã có cuộc họp khẩn cấp với huyện Mộc Châu về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 khi phát hiện một ca dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn. Tính đến chiều ngày 25 tháng 6, trên địa bàn huyện Mộc Châu đã xác định một trường hợp F0 và một trường hợp F0 từ huyện Phú Yên tới bản Lũng Mú xã Tân Hợp huyện Mộc Châu. Cụ thể, anh HVM thường trú tại tiểu khu 19 tháng 5 xã Trình Sơn đi lao động tại tỉnh Bắc Giang về địa phương từ ngày 12 tháng 6. Sau khi đã cách ly 21 ngày tại tỉnh Bắc Giang, ngay sau khi về từ vùng dịch đã được cách ly tập trung 7 ngày tại huyện Mộc Châu, sau đó được đưa về theo dõi cách ly tại nhà. Sau hai lần xét nghiệm đều có kết quả âm tính, tuy nhiên sau khi lấy mẫu xét nghiệm lần 3 vào ngày 25 tháng 6 đã có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Đối với trường hợp tại xã Tân Hợp Ngày 19 tháng 6 có 2 công dân từ Phú Yên sang bản Lũng Mú, xã Tân Hợp chơi, trong đó có một trường hợp từ Bình Dương trở về địa phương và là đối tượng nghi nhiễm COVID-19 cao. Qua lấy mẫu xét nghiệm đã xác định đối tượng này dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại, hai địa phương là bản Lũng Mú, xã Tân Hợp và tiểu khu 19 tháng 5 xã Trường Sơn đã được thiết lập cách ly y tế với thời gian 14 ngày kể từ 12 giờ ngày 25 tháng 6 theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La. Hiện huyện Mộc Châu đã và đang chỉ đạo xã Tân Hợp và xã Triềng Sơn lập chốt tại các đường chính và đường mòn lối mở đảm bảo trực 24 trên 24 giờ không cho người dân ra vào khu vực đã cách ly, tổ chức phun khử khuẩn và lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người dân ở khu vực cách ly, thần tốc truy vết các trường hợp F1, F2. Riêng đối với bản lũng mú xã Tân Hợp, do điều kiện kinh tế khó khăn, lại cách ly y tế toàn bộ bản, Ủy ban nhân dân huyện Mộc Châu đề nghị các cơ quan đơn vị, xã thị trấn trên địa bàn huyện hỗ trợ nhu yếu phẩm đảm bảo cho người dân trong vùng cách ly sử dụng trong 14 ngày. Đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, yêu cầu huyện Mộc Châu kiểm soát chặt chẽ vùng có dịch tại xã Trình Sơn và xã Tân Hợp, tổ chức phun thuốc khử khuẩn, thực hiện giãn cách xã hội theo quy định. Riêng đối với trường hợp F0 tại xã Trình Sơn, huyện Mộc Châu phải cử cán bộ y tế đưa về bệnh viện đa khoa tỉnh để cách ly và điều trị trong ngày 25 tháng 6. Nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 do biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 gây ra, Và chiều ngày 25 tháng 6, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã ban hành quyết định giãn cách xã hội và thiết lập vùng cách ly y tế để phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Thuận Châu theo chỉ thị số 16 ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. Thời gian thực hiện từ 12 giờ ngày 25 tháng 6 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới. Địa bàn thiết lập vùng cách ly y tế đối với các địa phương bao gồm bản Trung Thành xã Kim Bon huyện Phú Yên, bản Lũng Mú xã Tân Hợp huyện Mộc Châu, tiểu khu 19 tháng 5 xã Trường Sơn huyện Mộc Châu. Thời gian thực hiện tối thiểu 14 ngày từ 12 giờ ngày 25 tháng 6 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới. Tổ chức thực hiện cách ly y tế phải đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự và an sinh xã hội trong vùng cách ly. Ngày 24 tháng 6, lãnh đạo huyện ủy Bắc Yên đã đến dự sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 6 và sơ kết công tác lãnh đạo của chi bộ 6 tháng đầu năm tại chi bộ bản Trang Du Hang, xã Làng Chiếu, huyện Bắc Yên. Bản Trang Du Hang, xã Làng Chiếu có 120 hộ dân, 650 nhân khẩu, chi bộ có 38 đảng viên, trong tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2021, tri bộ đã tập trung lãnh đạo, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, tăng cường làm tốt công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên và nhân dân, thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phòng chống dịch bệnh COVID-19, triển khai tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, tham gia sinh hoạt tri bộ, lãnh đạo huyện ủy Bắc Yên đã đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo chỉ đạo của tri bộ bản trang Dua Hang, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, tri bộ tiếp tục nêu cao vai trò lãnh đạo của tri bộ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, triển khai tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Sáng nay, ngày 25 tháng 6, Ủy ban nhân dân thành phố đã tiến hành phiên họp lần thứ nhất Ủy ban nhân dân thành phố khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026. Phiên họp được tổ chức trực tuyến đến 12 điểm cầu các xã phường trên địa bàn. 6 tháng đầu năm, kinh tế thành phố Sơn La tiếp tục duy trì tăng trưởng. Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp ước đạt gần 150 tỷ đồng, tăng 1,13% so với cùng kỳ năm 2020. Sản lượng cây ăn quả thu hoạch đạt 28.380 tấn quả. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, sản lượng tiêu thụ giá bán giảm 30-40% so với cùng kỳ năm ngoái. Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 197,76 tỷ đồng, đạt 41,2% dự toán Hội đồng Nhân dân thành phố Giao. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh, tập trung triển khai xây dựng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, trọng tâm là xã Trình Cọ. Công tác quản lý đô thị, đầu tư xây dựng tiếp tục được tăng cường. Trong 6 tháng, thành phố triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công 84 công trình với tổng mức đầu tư được duyệt là 186 tỷ 840 triệu đồng lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, y tế giáo dục được quan tâm, an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng an ninh được giữ vững. Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, xem xét và thông qua quy chế làm việc của Ủy ban Nhân dân thành phố, phân công nhiệm vụ thành viên Ủy ban Nhân dân thành phố khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời đề nghị các phòng ban đơn vị, căn cứ chức năng nhiệm vụ tiếp tục giả soát khả năng thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, tập trung xây dựng các giải pháp thực hiện phù hợp với tình hình thực tế, góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 và giai đoạn 2021-2025. Ủy ban nhân dân huyện Sóc Cộp vừa tổ chức phiên họp thứ 61 đánh giá tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Phiên họp được tổ chức trực tuyến đến điểm cầu 8 trên 8 xã. Trong 6 tháng đầu năm 2021, tình hình kinh tế xã hội của huyện Sóc Cộp tiếp tục phát triển, Lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm, các chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo chi trả kịp thời, giáo dục y tế được quan tâm, thông tin tuyên truyền tiếp tục phát triển, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện. Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các ngành, Ủy ban nhân dân các xã làm tốt công tác kiểm soát dịch COVID-19, đặc biệt là kiểm soát chặt chẽ công dân từ vùng dịch trở về địa phương, tiếp tục triển khai công tác tiêm phòng dịch COVID-19 đảm bảo an toàn hướng dẫn nhân dân chuẩn bị tốt các điều kiện cho sản xuất vụ mùa, tăng cường công tác phòng chống bão lũ, giảm nhẹ thiên tai, chuẩn bị tốt các điều kiện cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2021. Ngày 24 tháng 6, Hội Khoa học Kinh tế tỉnh Sơn La đã tổ chức hội thảo với chủ đề Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tư vấn phản biện và thông tin về kết quả Đại hội 6 Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 đến các thành viên trong hội. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của hội là tư vấn phản biện nhằm giúp cho các cấp ủy đảng, chính quyền, lãnh đạo, ban ngành có những luận cứ khoa học xác đáng, khách quan để hoạch định các chủ trương đường lối nhiệm vụ phát triển kinh tế của các địa phương. Tại hội thảo các đại biểu đã được phổ biến tổng quan hoạt động tư vấn phản biện của hội khoa học kinh tế và nghe những chia sẻ kinh nghiệm về công tác tư vấn phản biện của các đại biểu dự hội thảo. Đã có 12 ý kiến của các đại biểu khẳng định nghĩa vụ, vai trò trách nhiệm của các nhà khoa học, đội ngũ trí thức với hoạt động phản biện xã hội và sự cần thiết cấp bách của hoạt động này đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Hội thảo là dịp để các thành viên Hội khoa học kinh tế tỉnh nâng cao năng lực, nắm vững quy trình, cách thức tổ chức thực hiện hoạt động tư vấn, phản biện đạt hiệu quả cao nhất. Ngày 25 tháng 6, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ thanh tra kỳ thi tốt nghiệp cho phổ thông năm 2021. Tham dự tập huấn có gần 200 cán bộ là lãnh đạo các phòng trực thuộc sở, chuyên viên thanh tra, đào tạo, khảo thí, trưởng phó các điểm thi, các thành viên tham gia công tác thanh tra thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh năm 2021. Đại diện các đơn vị đã được hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, gồm công tác coi thi, công tác chấm bài thi tự luận và trắc nghiệm, nhận diện thiết bị công nghệ cao, xử lý các bài thi, thí sinh vi phạm quy chế và cập nhật vào hệ thống, công tác phúc khảo, xét công nhận tốt nghiệp. Ngoài ra các đại biểu còn tập trung thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm thực tế tại cơ sở, từ đó tổ chức hoạt động thanh tra kiểm tra thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 đảm bảo thiết thực hiệu quả. Kết thúc tập huấn, các học viên làm bài kiểm tra nghiệp vụ nhằm đảm bảo nắm chắc các nội dung liên quan đến nghiệp vụ thanh tra kiểm tra và thực thi đúng chức trách nhiệm vụ được giao. Ngày 24 tháng 6, hội từ thiện chùa Thiền Tôn Phật Quang, bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Nhai tổ chức chương trình hỗ trợ và trao tặng hơn 17.600 cây xoài cho 345 hộ nghèo của xã Mường Sại và 537 hộ nghèo của xã Trường Khay. Bình quân mỗi hộ nghèo tại các xã trên được nhận khoảng 20 cây giống. Trước khi nhận cây giống, bà con nhân dân đã được Ủy ban Nhân dân xã tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn đào hố, cách trồng, chăm sóc cây và thực hiện các biện pháp áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng trọt. Việc hỗ trợ cây giống của hội từ thiện chùa Thiền Tôn Phật Quang Bà Rịa Vũng Tàu đã góp phần giúp người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất dốc, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững. Đây là một trong các hoạt động ý nghĩa được hội từ thiện chùa Thiền Tôn Phật Quang Bà Rịa Vũng Tàu triển khai trong thời gian qua nhằm giúp cho những hộ nghèo và hộ cận nghèo có điều kiện phát triển kinh tế gia đình, từng bước thoát nghèo bền vững. Sau đây là tin mưa rông và cảnh báo mưa lớn cục bộ kèm lốc xét gió giật mạnh ở tỉnh Sơn La. Do ảnh hưởng của dãy áp thấp kết hợp với hội tụ gió lên đến 5.000m, nên trong đêm ngày 25 và sáng sớm ngày 26 tháng 6, ở phía bắc tỉnh Sơn La, bao gồm các huyện Quỳnh Nhai, Thuận Châu, Mường La, Bắc Yên, Mai Sơn, Sông Mã và thành phố Sơn La, có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 15-30mm đến 30mm trên 24 giờ, có nơi trên 60mm trên 24 giờ có nơi khác có mưa rào và rông vài nơi. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro, thiên tai do mưa lớn và lốc xét là cấp 1. Thực hiện kế hoạch số 115 ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Công an tỉnh Sơn La về xây dựng xã điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Ủy ban nhân dân huyện Thuận Châu đã chọn xã Trường Pha để triển khai mô hình xã bình yên về an ninh trật tự, không phát sinh tội phạm và tệ nạn xã hội. Xã Trường Pha, huyện Thuận Châu có 12 bản, 1.734 hộ với 8.025 nhân khẩu, sinh sống dọc quốc lộ 6. Xã có địa hình khá thuận lợi trong việc phát triển kinh tế xã hội. Thực hiện lộ trình xây dựng nông thôn mới, xã phân đấu hoàn thành 19 tiêu chí vào năm 2024. Trong đó, tiêu chí về an ninh trật tự là một trong những tiêu chí hết sức quan trọng trong việc Ủy ban Nhân dân huyện Thuận Châu chọn xã Trường Pha để triển khai xây dựng xã điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Theo đó, huyện Thuận Châu đã thành lập 4 tổ công tác, gồm các tổ, tổ tham mưu kiểm tra hướng dẫn, tổ củng cố hệ thống chính trị, tổ tuyên truyền vận động xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và tổ phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Xã đã chọn hai bản, Nà Trại và bản Quỳnh Thuận làm điểm để nhân rộng điển hình, đồng thời thành lập 2 tổ công tác tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng mô hình xã Bình Yên về an ninh trật tự, không phát sinh tội phạm và tệ nạn xã hội. Công an xã Trường Pha đã tham tha mưu cho Đảng ủy, Ủy ban nhân xã ban hành nghị quyết kế hoạch để thực hiện công tác um, xây dựng xã Trường Pha điển hình về phong trào toàn dân quốc. Đặc biệt, uh, con xã đã lựa chọn mô hình xã bình yên và tự, không phát sinh tội phạm và tệ nạn xã hội để tham mưu cho Đảng ủy ban xây dựng thí điểm tại hai bản, đó là bản Quỳnh Thuận và bản Heo Trại của xã để nhân dựng điển hình tiên tiến đến uh, các bản trên toàn xã các công tất cả các hộ dân đều được ký cam kết với bản và các bản các cơ quan doanh nghiệp trường học đều ký cam kết với xã và xã cam kết với huyện trong quá trình thực hiện về phong trào toàn dân tổ quốc với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc các tổ công tác đã vận động nhân dân tích cực tham gia đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở nhất là tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc phòng ngừa đấu tranh tố giác tội phạm tệ nạn xã hội nêu gương người tốt việc tốt các mô hình điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Hiện nay thì đối với xã thì đang tiến hành làm điểm hai điểm. Thứ nhất là tại bản Quỳnh Thuận, thứ hai là tại bản Heo Trại xã Trường Pha. Thế thì mặt trận các tổ chức thành viên của mặt trận thì thường xuyên tuyên truyền bám nắm ở bản thì tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các cái nhiệm vụ phong trào toàn toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc xã đã phát huy có hiệu quả 105 nhóm liên gia tự quản, 12 nhóm an ninh nhân dân, 12 tổ hòa giải, tổ phòng cháy chữa cháy, phòng chống dịch, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các quy định của pháp luật, hương ước quy ước làng bản, trật tự an toàn giao thông, nâng cao ý thức trách nhiệm, tính tự giác tham gia xây dựng nếp sống văn minh, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào tự quản tại khu dân cư. Qua kết quả ban đầu cho thấy, số vụ vi phạm pháp luật và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã Trình Pha đã giảm và có bước chuyển biến tích cực. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được lan tỏa rộng khắp trong quần chúng nhân dân, thể hiện sự quyết tâm, trách nhiệm của cấp ủy chính quyền xã, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị ở cơ sở. Chương trình thời sự tối nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Dự báo thời tiết toàn tỉnh Sơn La mây thay đổi, khu vực phía Bắc đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Các nơi khác có mưa rào và rông vài nơi, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Ngày nắng, vùng thấp có nơi nắng nóng, độ ẩm 50 đến 99%. Nhiệt độ Quỳnh Nhai 25 đến 33 độ. Thành phố Sơn La 23 đến 32 độ. Mường La 26 đến 35 độ. Mai Sơn 23 đến 32 độ. Yên Châu 25 đến 36 độ. Sông Mã 25 đến 35 độ. Bắc Yên 24 đến 32 độ. Phú Yên 26 đến 37 độ. Mộc Châu 22 đến 31 độ. Sóc Cộp 25 đến 35 độ. Vân Hồ 22 đến 31 độ. Thuận Châu 25 đến 33 độ.